căn bản gốc của phiền não. Tại vì bây giờ ví dụ như chúng ta dùng một căn để ta xét nha. Ví dụ mắt mình mở ra mình nhìn, mắt mình mở ra mình nhìn, mình thấy cái gì mình cho là đẹp á, ưng ý á, thì mình thích, thích nổi lên cái tâm muốn có nó, gọi là tham. Tham là muốn có nó đó, gọi là tham. Không muốn có nó không gọi là tham. Nhìn nhưng mà cái gì mình nhìn thấy nó đẹp là mình muốn có nó. Giàu cho con người, giàu cho con vật, mình giàu cho đồ vật. Cái gì mình thấy nó đẹp, mình cho nó là đẹp, mình cho nó là tốt, mình cho nó là hay, mình cho nó là ngon, thì mình muốn sở hữu lấy nó. Vì tâm muốn sở hữu lấy nó gọi là tâm tham. Tâm muốn sở hữu con người thì gọi là tham ái, là thương á. Thương là hình thức của tham. Mình thương mình muốn sở hữu người ta không? Khỏi nhúc nhích luôn á. Nhầm người á là chiếu, mà chiếu tới bí luôn á, nhúc nhích là không được đó. Đi đâu phải báo, nhắn tin cho ai, phải cho người ta coi. Nói gì? Cái điện thoại của người ta, quý vị mình chỉ hỏi thôi chứ đừng có lục điện thoại người ta mình coi. Con người vậy á quý vị, người ta có những cái không gian riêng, đó là quyền làm người. Cho nên á, mình đừng có làm gì cũng không lấy được lòng ta đâu. Lấy lòng ta làm kiểu khác chứ không phải lấy lòng ta. Lấy đó người ta sợ mình luôn á. Cái gì mình cũng lục, gì cũng coi chứ cái ghét rồi người ta thấy người ta giống như người ta bị quản lý, người ta là tù nhân vậy đó, mình á là ông cai tù vậy đó. Cho nên á từ từ cái tình thương nó bị giảm. Ta thấy mình ích kỷ tầm thường quá. Cho nên á quý vị đừng có lục điện thoại người ta. Dầu cho đó là ông chồng mình hay là ai nữa, đừng có lục điện thoại. Chừng hợp ổng cho mình coi thì mình coi. Ổng đưa cho mình coi thì mình coi. Còn không đưa đừng có rình rình mà lục. Ngủ cái rồi đằng này lục điện thoại coi rồi tin nhắn từng tin một đó quý vị. Cái đó nó không có đem lại lợi ích gì cho mình hết, cho người khác, nhưng mà nó đang nói lên mình một cái là mình không có đủ văn hóa. Ở nước ngoài không có đâu quý vị. Tức là những cái nước mà người ta tiên tiến á thì là người ta rất là tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác. Cho nên mình bây giờ chỉ cần quen thay bồ thôi, hoặc là người yêu, hay là hoặc là người mẹ với con thôi, người ta nói có quyền hết. Con trai con gái lớn lên, mới lớn lên, nó giấu này giấu kia mà cha mẹ cứ là muốn là biết cái này biết cái kia bằng cách là coi điện thoại. Còn nhầm người còn cài phần mềm nữa chứ. Cài phần mềm nhắn tới cái là nó song song á, biết không, nghe lén nữa. Phần mềm đó nó có cái phần mềm. Cho nên ai tặng điện thoại mình phải coi lại nghe coi chừng cài phần mềm á ở trong đó đó. Mà cài phần mềm cũng dễ biết lắm, điện thoại nó nóng hoài, không xài nó cũng nóng nữa, tại nó đang chạy mà. Nó mau hết pin và nó nóng, nó chạy liên tục nên nó nóng cái máy dữ lắm. Nên cái máy nào nóng coi chừng bị cài phần mềm đó. Phần mềm theo dõi á. Cho nên quý vị là khổ lắm, để làm chi. Có cô kia cài cái camera ở nhà đó, rồi đầu mới đi du lịch qua Singapore, mở camera lên coi, thấy ông chồng dẫn cô kia về về nhà, ngồi phòng khách còn gác tay lên cổ cô kia. Cô vừa thấy ông chồng gác tay cổ cô kia đây xỉu, ở bên Singapore xỉu khách sạn luôn. Mình hên cái tới giờ ăn người ta gõ cửa, không thấy người ta gõ cửa, không có mấy khách sạn lấy cửa phòng, lấy chìa khóa phòng riêng của khách sạn mở ra, thấy cô nằm dưới đất le lưỡi, bắt đầu đi chở đi cấp cứu. Thấy không, phải chia mà không coi lén này nọ đâu có bị. Dạ quý vị, mạng là của mình mà. Quý vị cứ nghĩ là mạng là của mình, còn chuyện làm xấu là của người ta. Cái chuyện làm xấu là chuyện của người ta, mà mạng là mạng của mình. Mình cứ nghĩ vậy thôi, chứ đừng có lấy chuyện xấu của người ta mình nổi sân nổi si này nọ đồ lên, rồi mình ghen đồ lên cho đứt cái mạng của mình. Bị dại đúng không? Mạng là mạng của mình, còn chuyện xấu là chuyện của người ta. Tại sao vì cái chuyện xấu của người ta mình làm cho mất mạng của mình? Mình thấy mình dại hay mình khôn? Cho nên cái người tu của ta có trí tuệ thôi.
tức là không xả. Cho nên cái người mà có tâm sân á, họ chọn cái đề mục nào mà tu tập á thì là nó phù hợp với tâm sân. Thực ra là vị này đang muốn nói tới đối trị chứ không phải đối tới nhân duyên. Nhân duyên là ở kiếp trước mình hay tu tập với cái gì hay mình làm cái nghề gì nó liên quan tới đề mục thì cái đó nó mới phù hợp, chứ không phải là mình đang bị cái gì nhiều mà mình tu. Bị cái gì nhiều á thì mình cái hạnh thôi chứ không phải cái tu. Bây giờ ví dụ mình tham nhiều không, vậy mình hạnh bố thí. Bố thí nhiều từ từ nó mòn tham. Sân nhiều thì mình tu hạnh nhẫn nhục, chứ không có nghĩa là đề mục của thiền định. Quý vị hiểu này không? Cái đề mục thiền định á, là lấy cái căn của mình dán vô một đề mục của thiền định. Nó không có liên quan tới cái mà mình nổi phiền não. Mình nổi phiền não muốn đối trị với phiền não cho dễ dàng tu, phải dùng cái hạnh tu. Cái người nào nổi sân nhiều quá tu hạnh nhẫn nhục. Cái người nào tham nhiều quá là tu hạnh bố thí. Cái người nào mà sát hại nhiều quá tu hạnh phóng sanh. Ví dụ vậy đó, để làm chi? Để nó đối trị lại với những cái tâm tánh của mình á, từ từ nó bào mòn cái tâm tánh kia bằng pháp đối trị. Cái đó là hạnh tu. Hạnh tu tức là thực hành hàng ngày, gọi là hạnh tu. Còn đằng này là pháp môn tu. Với hạnh tu nó khác nhau. Cái pháp môn tu là cái phương pháp để đi thẳng vào trong tâm của mình bằng phương pháp thiền samatha, thiền định. Cho nên á, cái phương pháp này là cái những cái phương pháp mà nó liên quan tới nhân duyên. Ví dụ như thầy kể chuyện này á, thầy kể rồi nhưng mà kể lại để cho chúng ta thấy được điều này. Cái vị đó xuất gia được sư huynh dạy một cái phương pháp quán hoàng tịnh, tức là quán đề tài bất tịnh á, ra nghĩa địa quán cái thầy chết á, rã ra như thế nào mà quán 3 tháng không nhập định được, quán tử thi á. Thì bữa đó Đức Phật ngài đi giáo hóa đi ngang, cái gì này mới lợi lại Đức Phật là con tu 3 tháng nay con không nhập được định. Thì Đức Phật mới nói là con quán cái gì, là sư huynh con dạy là quán về tử thi. Thì Đức Phật ngài đưa tâm về trong túc mạng, về trong quá khứ của vị này đó. Đức Phật thực ra đó trong dân gian gọi là soi căn, đi bằng soi căn. Coi trong quá khứ vị này làm gì. Thì Đức Phật mới thấy á, là trong quá khứ kiếp trước cái vị này làm thợ. Thợ mà thợ đúc, thợ mà thổi ống cho lò rèn, thổi lửa cho lò rèn để công thợ rèn, ống rèn đồ. Cho nên vị này phải canh lửa, tức có hai ống phì phò nè, thọc lên thọc xuống để cho cái không khí oxy ra, để làm cho lửa lúc nào cũng đỏ lửa. Là cái mình thổi lửa đó, mình thổi lửa mình thổi bằng miệng, cái này là thổi bằng ống. Cho nên ngày xưa thầy nhớ là trong cái lò người ta nhốt than trong đó, cái người ta đưa cái ống như cái ống thục vậy đó, ta đưa vô khịt vô nhẹ nè. Thay vì mình thổi mà ta đưa cái ống vô, ta xịt lên thì cái hơi vô thì là có oxy vô nhiều thì là nó bực cháy lên. Thì Đức Phật mới thấy là ông này làm cái thợ chỉnh lửa cho một cái lò rèn. Cho nên nó là Đức Phật mới nói là thôi con đừng có quán bất tịnh nữa, con đi qua quán lửa trong đề mục Kasina đi. Thì Đức Phật dạy trong pháp quán lửa. Ông quán chưa đầy tháng trời nữa ông nhập định, rồi 3 tháng sau ông đắc quả A-la-hán luôn. Quý vị thấy không? Tức là nhân duyên. Cái duyên người này có thể quán cái nào nó thuần thục hơn là cái kia. Trong 40 cái đề mục, tại sao Đức Phật dạy tới 40 cái đề mục mà không dạy một đề mục thôi? Tại vì đề mục nào cũng nhập tới tứ thiện chứ, mà Đức Phật đã dạy 40 đề mục là vì lý do người này á, thuận với đề mục này, người kia thuận với đề mục kia, theo những cái quá khứ tu tập của họ hay là quá khứ làm nghề của họ. Mình hiểu không? Cho nên trong cái cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật á, người ta gom góp hết tất cả phương pháp dạy cho thế gian thì người ta gom góp được 40 cái kiểu mà Đức Phật dạy về thiền định. Cho nên người ta gom lại gọi là 40 đề mục thiền định. Chứ không có một cái bài kinh 40 đề mục thiền định mà người ta lấy từ sách này, sách kia, kinh này, kinh nọ, ta gom lại là 49 năm hoặc là 45 năm đi thuyết pháp, Đức Phật có dạy 40 kiểu khác nhau về để cho người ta nhập vào tứ thiền, ngũ định. Thì gọi là 40 đề mục thiền định. Trong 40 đề mục thiền định này, thì vị này nó nổi tâm sân, thì dùng thề mục gì? Thực ra nổi tâm sân ha,
là không phải dùng cái đề mục để đối trị, mà đề mục để nhập định. Cho nên cái người nội tâm sân có liên quan á, thì chúng ta hãy dùng thiền bổ trợ nhiều lên, có nghĩa là dùng thiền quán từ bi nhiều lên. Tại vì trong đó có phương pháp thiền bổ trợ là quán từ bi, thì mình hãy nghiên cứu về cái thiền bổ trợ trong 40 cái đề mục của thiền định Samatha có đề mục quán từ bi. Thì mình sẽ quán từ bi nhiều hơn, và mình dùng đề mục bắt buộc là đề mục Anamanasati, tức là quán hơi thở thì ai cũng phải có đề mục này. Tại sao? Tại đề mục hơi thở nó không phụ thuộc vào bất kỳ thời tiết hay là rảnh rỗi hay là ở nơi nào. Mình cũng có thể tự mình ngồi mà quan sát hơi thở để nhập định vào trong hơi thở của mình. Cho nên trong cái bài kinh Nhập Tức Xích Tức Niệm, Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống gươm, chéo chân ngồi xuống kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Đó nghe là tìm một nơi vắng vẻ. Đức Phật dạy trong kinh thì hết sức cụ thể. Tại người xưa đó là người ta đơn giản lắm, ít có người được đi học ở lớp trường lắm, nên Đức Phật dạy cái gì phải cụ thể, rất rất là cụ thể. Ngồi thiền đâu? Đức Phật dạy khi nào ngồi thiền? Đức Phật dạy là sau khi ăn cơm xong. Ăn cơm xong phải đi kinh hành cho nó xuống cơm rồi mới ngồi, nó mới chất lượng được. Sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong mới đi tìm chỗ ngồi. Nè, tìm chỗ nào ngồi? Các vị đi tu không nhà đó, đi tìm một gốc cây để ngồi. Ở đó không có gốc cây ngon lành để phù hợp cho mình ngồi á, thì tìm một bãi tha ma, tức là tìm một cái nơi mà ta dục cái xác chết đó, gọi là nghĩa địa dị tỳ đó. Trời ơi, tu chỗ đó nội sợ ma cũng chết. Tìm một ngôi nhà trống là ngôi nhà ta bỏ hoang đó, không ai ở đó. Tìm một đống rơm, Ấn Độ nhà nào cũng có rơm chứ á, và để đống rơm đó cho bò ăn á, cho bò, cho trâu ăn, cho dê ăn. Cho nên á, rơm nhiều lắm ở Ấn Độ đó, ta lấy rơm. Tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm gốc cây, tìm đống rơm, mới ngồi xuống chéo chân, có nghĩa là mình ngồi bán già hoặc kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt là trước hơi thở trên môi dưới mũi, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là quan sát chính thân mình, tỉnh giác là hiểu rõ tất cả gì đang xảy ra. Rồi hít vào thở ra, hít vào rồi biết hít vào thở ra, rồi biết thở ra hít vào dài, rồi biết hít vào dài thở ra dài, rồi biết thở ra dài. Rõ ràng vậy đó, Đức Phật dạy vậy đó, là tu tập thiền định đó. Cho nên đó là trong thời gian này chúng ta bỏ ra một chút thời gian về tu tập thiền quán từ bi. Nghĩa là trong 40 đề mục thiền định có thiền quán từ bi. Lòng từ bi của mình tăng trưởng. Đức Phật dạy là chúng ta thả tâm từ bi bằng cách chúng ta phóng tâm về một hướng, và phóng tâm câu hữu với lòng từ bi. Câu hữu có nghĩa là có cái lòng từ bi trên cái tâm mình phóng ra một hướng, và biến mãn khắp tám phương, và biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới. Dùng phương pháp tưởng gọi là quán tưởng. Lòng từ bi là thấy chúng sanh khổ mà thương, từ bi là lấy thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp là bi. Vậy lòng từ bi thấy chúng sanh khổ thương và cứu giúp thì đó được gọi là quán từ bi. Quán từ bi càng lớn chừng nào, càng rộng chừng nào, tại vì nó là cái mà không có giới hạn mà, vô lượng vô biên mà. Cho nên đó, từ bi hỷ xả gọi là vô lượng tâm, là tâm không có hạn lượng, không có giới hạn. Mình quán càng lớn càng lớn càng lớn là càng tốt. Cho nên người nào mà thành tựu được lòng từ bi đó, rồi chúng ta dùng cái đề mục Anamanasati là thiền định và hơi thở, rồi chúng ta dùng một cái đề mục của Kasina nữa, thì Kasina mình thích Kasina nào quán Kasina đó, xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa không ánh sáng, chọn một mà thôi để mình quán. Thì ba cái này, một là từ bi là bổ trợ, hai là
hơi thở nhập tức sức tức niệm là ngồi ban đêm. Còn ban ngày thì chúng ta sẽ dùng kasina. Kasina nào cũng được, tùy vào mình thích kasina nào, thích màu gì. Áo nào vàng về thì em qua mua qua cúc, áo xanh mến lá phan trường gì đó. Đó, thích màu nào, vàng hay xanh, thì là chúng ta dùng kasina đó để mình dùng mắt nhìn mình với nó mà thôi. Ví dụ nhìn màu vàng thì vàng, nhìn vàng thôi chứ không nhìn gì khác. Xanh thì xanh thôi chứ không có gì khác. Nên quý vị ít gì cũng phải có ba đề mục. Tức là đề mục Anamanasati là đề mục hơi thở thì ai cũng phải biết, đề mục bắt buộc. Đề mục bắt buộc thứ hai là thiền bổ trợ, là thiền từ bi, thiền quán từ bi. Có hai cái này rồi thì kasina là cái thứ ba nữa, hoặc là niệm ơn Phật vậy đó. Đây à, niệm ơn Phật để cho ông ta tĩnh tâm, có nghĩa là quán tỳ niệm á, có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, niệm niết bàn, niệm sự chết, niệm hơi thở. Cho nên đó là cái căn bản nhất á là hơi thở và quán từ bi để hỗ trợ cho giới. Tại giới nền tảng Samatha với Vipassana sẽ sanh trưởng nảy nở trên nền tảng của giới. Đó là giới thanh tịnh. Như vậy thì quý vị là thêm một cái đề mục nữa là đề mục kasina thôi, để phân bổ thời gian ngày hoặc đêm, lúc rảnh hoặc lúc không rảnh mà thôi. Cái câu hỏi số 2 á là: dạ thưa thầy, cho con hỏi, khi con ngồi thiền Anamanasati, con để tâm chỉ suy nghĩ thì không sao, nhưng con định tâm được chừng bản khoảng 30 giây là con đau đầu. Vậy con cứ tiếp tục định tâm thì có vượt qua được cơn đau đầu không thưa thầy? Ngồi thiền định mà suy nghĩ thì có thiền định đâu. Cái đó là ngồi vắng lặng thôi. Nên thường khi ngồi thiền ta đưa cái dòng suy nghĩ người ta đi, thì đó không phải là công phu tu tập của địa thiền Samatha, mà đó chẳng qua là ngồi để tĩnh lặng, ngồi để khép cái thân mình lại vào khuôn khổ, muốn khép cái tâm mình để tĩnh lặng thôi. Còn người này là người ta định tâm được 30 giây thì nhức đầu. Định được đâu mà nhức đầu. Ở đây là thầy biết nguyên nhân nhức đầu đó. Nhức đầu tức là người ta nhíu chân mày, người ta đè nén đó, chứ không phải là định. Ở đây chỉ cần đưa tâm đi đến nhìn cái hơi thở mình ra dạo đây trên mũi thôi mà, cái gì đâu nhức đầu. Đâu có cần dùng cái gì ghê gớm đâu, nhìn thôi à. Niệm đó, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Nếu mà chúng ta không định tốt á, thì mình dùng một phương pháp là quán sổ tức, điếm hơi thở. Chứ mắc gì á, là chúng ta nhìn không không điếm, nhìn không không điếm, nhằm khi chúng ta không biết trụ vào đâu. Nên trụ lộn vào dây là trên não. Mình trụ lộn vào ở đây, mình trụ lộn vào ở đây, mình nhíu chân mày lên trụ vào đây. Thực ra mình nhìn hơi thở ở đây thì làm gì có vụ nhức đầu. Chúng ta đang nhíu chân mày ở đây nè, chúng ta định lộn đó. Chúng ta chỉ nhìn cái hơi thở ra vô giao điểm mặt cách một điểm tại đó, không làm gì nhức đầu được. Còn nếu là không được vậy thì hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, để định tâm lần lần, định tâm lần lần thì làm sao nhức đầu được. Còn đằng này chúng ta nhíu hơi thở ấy, không phải là nhíp tâm bằng cách nhíu mày. Trên cái ấn đường chúng ta nhíu mày trên đó lại thì làm sao nó không nhức được. Cho nên mình không có nhíu mày gì đây chứ nghe. Chỉ là chúng ta cột cái tâm lại chỗ đó, còn này chúng ta lại cột cái thân mình lại chứ không phải là tâm. Cho nên trong cái trường hợp đó đó quý vị phải lấy cái quyển sách là phương pháp thiền hơi thở thầy cho photo đó, Anamanasati đó, để mình coi lại, chứ nhầm khi mình dùng sai đó
Ở đây chắc chắn là dùng sai bằng cách nhíu chân mày lại, kên mình, gồng mình, cắn răng lại, rồi gom tâm gì đó. Nó không phải vậy, mà mình cứ nhìn cái chỗ giao điểm giữa trên môi dưới mũi chỗ này thôi, một điểm một nó giao ngang mặt cắt giao đây này, nhìn lấy tâm nhìn chứ không phải lấy mắt nhìn. Từ từ đi, còn làm không nổi thì hít vào thở ra điểm một, hít vào điểm ra điểm hai, tới 10 quay lại, hít vào điểm ra điểm 1, vào điểm 2, tới 10 quay lại, hoặc là tới 5 quay lại, tới 6 quay lại, tới 7, 8, 9 quay lại đều được. Nhưng mà phải từ 5 trở lên. 4 thì ít quá. 5 tới 10 quay lại đều được. Chúng ta qua câu số 3. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy, hoan hỷ cho con hỏi. Con bị giật giật một bên trái mắt khi bị áp lực nhiều là do căn bệnh gì? Kính xin sư phụ hoan hỷ chỉ dạy. Tất cả các cái nơi đều truyền bằng máu, gọi là dây thần kinh đến đó. Nó bị nghẹt 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 cái gì đó thì là nó bị giật. Ở thần kinh ở trên mặt của mình á, thường có hai cộng, đó là cộng dây số 5 với cộng dây số 7. Thường hai số 7 là dưới này, ở trên này là số 5. Theo thầy chẩn đoán thôi, đó là số 5. Nên trong trường hợp đó đó, mình làm cho nó lưu thông máu huyết là được. Lưu thông máu huyết có thể chúng ta uống những cái loại thuốc thông máu hoạt huyết não, uống cái đó theo chỉ định của bác sĩ. Còn thuốc phổ thông thì theo chỉ định của trên đơn của ở ngoài cái chai thuốc á. Rồi nếu chúng ta không dùng thuốc á thì mình phải giải huyệt đạo. Giải huyệt đạo đó, giải huyệt đạo nào? Ở trên huyệt bách hội mình nè, ngay giữa xung quanh là tứ thần thông. Chúng ta sẽ gõ nhẹ nó, gõ nhẹ thôi, gần nhỏ mạnh quá đây là không được gõ mạnh, gõ vừa vừa nè nè. Nhẹ nhẹ cái thích im 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 gõ nè. Im im gõ 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 nó nè. Đó là mình gõ cái huyệt đạo ở trên này. Thì á, là nó sẽ cái dây thần kinh đó nó sẽ thông. Cái thứ ba nữa là mình dò cái tay mình. Dò cho cái tay mình đó cho nó nóng lên. Rồi chúng ta đặt vô mắt nè, đặt chỗ này nè. Đó. Mình đặt vô mắt mình á, đặt đây nè, cái đầu dò nữa, đặt 3 lần, đặt chút xíu gì đó, đặt khoảng 5-10 giây, lấy ra, mình đặt đây nè, dò xong mình mới đặt đây, cho điện á, nó giải. Còn không nữa, thì ở trên cái mí, ở trong phía mắt mình nè, mình lấy ngón cái nè, mình để ngược lên đây nè, trên cái hốc mắt mình đó, ở đây có một cái điểm, một cái g chỗ này nè, nó là có một cái điểm nhọn ở chỗ này trên hốc mắt á. Mình vô đây massage nó trên này nè, massage trên hốc mắt, massage hốc mắt ở dưới cái chân mày mình đây nè, trên đây có cái hốc ngay chân giữa, nó có hốc, massage nó đó, dưới mình gõ hai bên thái dương nè, gõ nhẹ nhẹ nhẹ, hai tay mình gõ vô nhẹ nhẹ thôi, đừng này đừng gõ như búa là không được nghe, gõ nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ giống hệt như mình nâng niu chiều chuộng nó chứ đó, nó nữa đây nè, dưới gõ chung quanh con mắt mình. Gõ nhẹ 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 thôi, để gõ nhẹ 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 nhắm mắt mình, gõ nhẹ nhẹ nhẹ. Đó, vậy thì nó sẽ hết. Quý vị đừng có thiên về vấn đề tâm linh, về cái chỗ này giật mắt là mình cứ nghĩ ra ai báo hiệu cái điều gì đó. Ông bà mình báo hiệu giật mắt, nam thì giật mắt bên trái là báo hiệu có tiền, giật mắt bên phải là báo hiệu bị người ta chửi. Còn nữ á, giật mắt bên phải là báo hiệu có tiền, giật mắt bên trái là báo hiệu bị người ta sắp chửi. Cái đó là tâm linh. Mắt mà nó giật 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 nam mà bên phải cái là biết là rồi, thủ sẵn đi, thế nào cũng có người dần mình cho coi. Còn giật mắt bên trái á, là bắt đầu á, là mua tủ sắt vừa đó, sắp có tiền vô, đi mua số đi. Cho nên bữa nào mà nam mà ra khỏi nhà mày mắt trái mày giật 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 là nhiều số hút hết đi, dính. Còn nữ mà ra khỏi nhà mắt bên phải giật 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 nhiều số hút hết đi, dính.
Nếu mà dò mà không trúng á thì cũng kể như làm từ thiện đi. Vậy thôi, mình nghĩ vậy để cho nó bình an một chút. Thấy không? Nghĩ như bài ngày đó mà làm từ thiện. Rồi kiến thiết quốc gia. Còn nếu mà thường xuyên mà xảy ra giật mắt á thì đi ngủ hãy ngâm chân nước ấm á, lá lốt với gừng, ba lát gừng với nắm lá lốt nấu lên sôi rồi để hẩm hẩm ngâm, hoặc là đổ nước lạnh vô cho nó bớt cái độ sôi, và nấu sẵn bình nước sôi ngoài này nè. Nếu chúng ta không có cái nồi điện, bây giờ có nồi điện ghim vô luôn á, cái loại mà ngâm chân ghim vô luôn mà ở mấy cái chỗ mà nó làm neo á người ta có, còn mình không có ấy đó thì mình nấu. Nấu thì mình pha với nước lạnh, nấu sôi lên rồi mình pha với nước lạnh cho nó hẩm vừa vừa. Rồi mình ngồi chút xíu thấy nó nguội cái mình pha thêm nước nóng vô. Nhưng lúc pha nhớ dở cái chân lên mới đổ nước nóng xuống. Có nhiều người đặt chân nó luôn đổ vô cái phỏng chân, nói là thầy sao thầy kêu con pha giờ phỏng chân đền thầy. Nếu lỡ có phỏng chân thì đi ra ngoài xối nước lạnh liền tại chỗ. Có mật ong đắp lên liền, không có đắp kem đánh răng cũng được nữa. Thì nó cũng hết, không thôi đắp dầu dừa nó cũng hết nữa. Mà nếu có Vaseline đắp cũng được, cũng tốt, cũng hết nữa. Còn mà nếu mà hết mà ngon nhất á là thuốc của thầy, đó là bạch hoa tiên. Phỏng cỡ nào phỏng qua cái một là hết liền, không bao giờ bị phồng và không bao giờ bị da hư chỗ đó luôn. Bạch hoa tiên đó là thuốc, đó là gia truyền à nghe. Mua bản quyền không bán. Tại người ta mua bản quyền á, đưa tiền mình cái người ta làm mà không cho mình sản xuất. Mình muốn xài mua lại người ta là thôi, lấy tiền xài 2-3 ngày hết trơn tiền, mai mốt xài mua lại của người ta. Còn mình mà nấu ra người ta thưa, người ta bán bản quyền rồi, ta đâu cho mình nấu nữa. Hiểu không? Nên sách thầy viết cũng vậy nữa. Có nhiều người mua bản quyền. Có một cuốn sách thầy mua bản quyền 150 triệu. Và là không, tại vì mua bản quyền xong mình cần sách mình phải mua lại sách của người ta. Người ta xuất bản mình mua ngược lại, trời cái tiền mà mua lại nó còn quá cha. Bản quyền mua năm này qua năm kia quá cha nữa, thôi bán làm chi nữa. Tôi là bây giờ ông muốn in không, tôi cho ông in, ông in không đó. Nhưng mà tôi vẫn in, tôi cho thì tôi không có bán. Còn ông muốn in mà ông bán thì cho ông in không á, nhưng mà không có bản quyền. Tôi cho ông in không á, tức là tôi cho ông sử dụng bản quyền chứ tôi không có cho ông là làm bản quyền. Là bản quyền không cho mình in, vợ thưa bản quyền cái mình đền mệt mỏi lắm à. Thưa thiệt hại đó, cho đền nhiều tiền lắm. Như vậy mình bán 150 triệu ông thưa cái ông đền mấy tỷ á, tại vì người ta bán lời mấy tỷ người ta nói vậy đó. Còn lời không đâu biết. Năm nhiêu đó mình là phải đền đó. Thôi. Bán như tiền xài cũng hết. Cái câu thứ tư. Thưa thầy, cho con hỏi tu làm sao để không thối tâm bồ đề. Ở trong chùa có câu hay lắm. Năm thứ nhất thì Phật tại tiền, năm thứ hai thì ra ngoài hiên vậy đó. Có nghĩa là hồi mới phát tâm tu á, dữ dằn lắm, tu dữ lắm, tới từ từ cái. Bởi vì có một cái ông mà ông mới xuất gia đó, mới xuất gia thôi, ông lại sám hối Phật đó nghe. Sao sáng thầy thấy ông lại rồi, thầy thức dậy thì đi giảng thấy ông lại rồi, tới trưa thầy đi về cũng thấy ông lại chỗ đó, tới chiều thầy cũng thấy ông lại đó, mà trước khi đi ngủ thầy thấy cũng lại chỗ đó. Dĩ nhiên ông có ăn cơm, ông có đi toilet đồ này nọ, nhưng mà lúc đó thầy không có thấy. Nhưng mà thầy đi tới lui chùa, tới lui lui thấy ông lại. Rồi bữa sau á cũng thấy vậy, không thấy lại thầy thấy ngồi tụng kinh, không thấy ngồi tụng kinh thầy thấy ngồi thiền cũng chỗ đó đó. Thầy là trời, suốt đêm suốt tối ngày thấy ông lại, ông ngồi thiền ông tụng kinh không à, ông mới xuất gia mấy bữa mà liên tục vậy đó. Trời ơi,
Phật tử người ta đồn với nhau khủng khiếp luôn, người ta đồn giống như là thánh sống đó. Người ta là trời cũng chưa bao giờ thấy ông nào tu dữ dằn dện vậy chứ. Tu quá sức tu, tu thấy ghê luôn. Người ta khen chừng nào á thì thầy mới thấy ái náy chừng đó. Thầy biết, trời ơi, tóc cũng ngã hai màu rồi, cũng ăn tương ăn chao là cũng từng nóng nổi mụn rồi, hiểu không? Mình biết hết trơn á, cái gì nó bền nó mới chắc, từ từ thôi. Công quả cũng vậy nè, ai mà lợi làm siêng năng rồi đùng đừng có ham, làm ngày ngày là biến mất tiêu đó, mình tin không? Cái đó nói đừng có tự ái, công quả đừng tự ái. Lợi làm xuyên dữ lắm, cái gì cũng làm từ nhà bếp lên chánh điện, trời ơi, lăn xả thấy ghê, không có ăn cơm đó. Đi ăn cơm đó thầy, thầy con làm, thầy ơi, ăn cơm, không ăn cơm đâu, vừa kẹp bánh mì mà vừa ăn mà vừa làm, trời ơi, người ta nhìn vô một cái một, ta thấy như là thánh xuống làm công quả. Nhìn đi nhìn lại không quá ba ngày nó mất tiêu, thánh biến mất tiêu. Quý hiểu không? Cái gì kia cũng vậy. Trời ơi, ông tu mà mình thấy ái ngại luôn, ta tu phải nghỉ ngơi, phải ăn, phải uống, cái thân của mình mà phải ăn, phải uống, phải nghỉ, phải ngơi. À, điều điều gì đó mà cả đời vậy quý vị. Nên có mấy Phật tử đi lại đây nè, cũng ai cúng dường chùa này kia, bánh trái gạo thóc này nọ. Cái nói là tại sao á, là thầy á đối xử không có niềm nở gì hết trơn. Rồi có người người ta giận thì là không, thì vậy vậy đó hoài vậy đó, trăm năm cũng vậy, niềm nở bữa trước và bữa sau nó hết nở á, qua mà hết nở là phải vô sọt rác đó, hiểu không? Mắc gì như không, cái Phật tử lại cúng bịch gạo mình niềm nở, người ta không cúng bịch gạo mà không niềm nở à, quý hiểu không? Thì Phật tử cúng là chuyện Phật tử, có phước của Phật tử. Còn đâu phải mình cúng cái đó mình kêu người ta niềm nở với mình, sao lại kêu vậy, kỳ vậy, quý hiểu không? Thì lại cúng thì ai thầy cũng hỏi cũng cười cũng chào thôi, chứ niềm nở gì, người ta muốn là đối xử phải đặc biệt hơn, không thôi đi chùa khác, kỳ vậy, đâu có gì. Tại sao mình lại ra một cái điều kiện đó, tự nhiên mình lại mình cúng 10 ký gạo cái bắt thầy niềm nở với mình, rồi người khác không cúng cái ta ông thầy không niềm nở hả? Quý hiểu không? Nó bình thường thôi, niềm nở hay không là do mình, coi mình đối xử làm sao. Dân dân nhiều cái nói nhiều dân duyên lắm, chứ không phải là nói là chứ đừng có yêu cầu ai gì, chứ nó có sự tương tác qua lại chứ, à, chứ không bao giờ mình yêu cầu người ta mà được đâu. Không phải là mình muốn gì là được đâu, mà nó duyên, có nghĩa là mình làm đủ cái duyên thì tự nhiên nó có cái đó. Đủ duyên này có duyên này, đủ duyên kia có cái duyên kia, chứ không phải ý mình muốn như vậy là được như vậy, hiểu không? Rồi cái ông mà lại Phật tụng kinh ngồi thiền, đâu mấy tháng sau, tới năm sau nữa, bắt đầu tụng kinh, có bữa có ổng, có bữa không rồi đó, tụng kinh chùa rồi đó. Rồi tới một chục năm sau luôn, thì thấy lâu lâu mới thấy ông tụng kinh bữa, thấy thấy là ủa sao mà họ mới xuất gia gì đâu mà lại tối ngày sáng đi, người ta coi như là thánh sống gì mà tới giờ thánh làm miếng tụng kinh luôn. Quý vị hiểu không? Đường đi á phải bền, phải chắc, từ từ thôi. Kệ ai sao mình vậy, tu là tu riêng trong phòng kìa, chứ không phải là tu chiếc chánh điện này đâu. Cái đó là người ta tu chiếc chánh điện cho mọi người thấy là cái tâm ngã của mình, nó hiểu không, khoe đó. Chứ nếu người đó muốn tu á, đóng cửa phòng, phòng của mình á, tu trên đó đó. Chứ có đâu mà ra trước bàn thờ Phật đây mà ai cũng thấy hết trơn mà tu tối ngày sáng đêm vậy. Quý vị hiểu đó không? Ngã đây, muốn cho người khác thấy là ta nè, là tu tối ngày sáng đêm, là ta là dữ dội lắm nè. Cái đó không có thể hiện sự dữ dội. Cái người nào tu càng cao chừng nào, người ta càng giấu chừng đó. Là tại sao? Tu là quét rác ở trong tâm mình ra, toàn là thói hư tật xấu của mình không, mình quét ra khỏi tâm mình. Nếu mình quét được nhiều không lấy gì làm hãnh diện, quét được nhiều có nghĩa là rác trong nhà mình nhiều. Tại sao lại hãnh diện rác trong nhà nhiều? Quý vị hiểu đó không? Cho nên một bậc mà người ta
trí tuệ không bao giờ người ta khoe sự tu hành. Tại vì tu là gì? Tu là chúng ta đoạn diệt những thói hư tật xấu, những tâm xấu ác trong lòng của mình ra khỏi tâm của mình, đúng không? Phiền não. Vì mà đoạn diệt được nhiều cái khoe với người ta có nghĩa là mình đã xấu quá nhiều, hiểu không? Mình ác quá nhiều nên mình đoạn diệt được nhiều, nghĩa là trong tâm mình xấu ác quá nhiều, như vậy mà lại là đi khoe khoang như vậy mà đi làm hãnh diện về cái đó, mình thấy nó bị sai không? Vì một bậc trí có bao giờ hãnh diện về cái đó không? Nên một bậc trí là ta tu cao, chừng nào cao ta càng giấu. Tại vì tu là quá trình quét rác cặn bã ở trong tâm của mình, đem đi khoe cái đó ra, đâu phải là trí, đó là một người vô minh, tâm tối mới đi khoe những cái thành quả tu hành của mình. Là tại vì cái tu á, là mình sửa đổi những cái xấu ác ở trong lòng của mình, đúng không? Mà sửa được chút này cái đi khoe chút kia, đi khoe có nghĩa là nói là tôi mới quét rác trong nhà tôi ra nè, tôi mới hút được cái hầm cầu nè, đi khoe người ta. Quý vị hiểu cái gì không? Cho nên một bậc trí tuệ thật sự không bao giờ khoe một cái gì hết. Tại vì có trí tuệ đó là đã tiêu diệt được rác rưởi ở trong tâm nhiều đời nhiều kiếp, hôi thối trong tâm vô minh phiền não, người ta mới đạt được cái đó. Nên chẳng có lấy gì danh dự mà khoe ở đây hết trơn á, quý vị hiểu không? Chẳng qua là chúng ta đoạn được những cái làm cho mình đau khổ thì mình mừng thôi. Mừng cho chúng sanh của mình nó thoát được một chút đau khổ mà thôi, chứ không có khoe. Nên thánh thật sự không có khoe, chỉ có thánh dởm mới khoe thôi. Thánh dởm là gì? Là không phải thánh mà muốn cho người ta biết mình là thánh đó mới khoe thôi, chứ không thánh thật sự không khoe. Cho nên người nào khoe không phải là thánh, mình hiểu đâu? Đó là cái trí tuệ ta cho ba la mật. Như vậy là mình làm sao để bớt thói tâm bồ đề, có nghĩa là tâm bồ đề trở thành tâm bồ lúa. Trời ơi, hồi mới tu dữ lắm nghe, hy sinh dữ lắm, công quả dữ lắm, rồi là chấp tác dữ lắm, chấp tác chùa công quả đó dữ lắm, làm ngày làm đêm, rồi tu từ từ làm biến lần lần, ngồi thiền không có, tụng kinh không có, mà đi giúp đời cũng không luôn. Ví dụ như ngày hồi xưa mới tu cái trầu ở lau nhà lau cửa tưới cây rồi nghe, làm trầu ơi làm dữ lắm, mình nhìn vô một cái như thánh sống xuống trần vậy đó. Rồi từ từ thánh làm biến nè nghe, bắt đầu á dí cho người này, dí cho người kia, dí cho người nọ, rồi đầu lánh rồi né qua né lại, rồi sàn tới sàn lui, rồi tụng kinh cũng ngán luôn. À, quý vị thấy không? Rồi có bữa có bữa không, bữa nào kẹt lắm ta điểm danh thì mới có mặt, không có điểm danh vắng bóng từ bi luôn, đúng không? Rồi khuya khuya đó người ta thức dậy người ta ngủ, người ta thức dậy người ta tụng kinh, còn mình đó lăn qua lộn lại trốn thôi. Tâm bồ đề nó thối từ từ là tại sao? Là tại vì người này thứ nhất không vững về giáo pháp, thứ hai không có kỷ luật với bản thân. Người ta vững về giáo pháp đâu có thối, ta kỷ luật về bản thân. Kỷ luật bản thân nghĩa là gì? Mấy giờ phải tụng kinh, mấy giờ phải tụng kinh, dầu ông cỡ nào ông cũng phải tụng kinh, cỡ nào ông phải ngồi thiền, cỡ nào ông phải thiền quán, ông kỷ luật với bản thân. Ông không có kỷ luật với bản thân và ông không có hiểu con đường ánh giá mắt gá, con đường đạo cao thượng của nhà Phật, phải nghe pháp nhiều hơn. Và cái thứ ba nữa, còn cái thứ ba nữa, đó là tứ ma nó phá. Tứ ma nó phá tức là nằm ở trong nghiệp, nghiệp ác nó đem đến nó phá cho mình. Do đó mình phải sám hối và phát tâm bồ đề, ngày nào cũng phát, là phát tâm làm Phật, phát tâm làm thánh và sám hối hàng ngày, tại vì nhân quả nghiệp báo á, cái quả ác nó tới hàng ngày á, nó, cái quả báo ác nó thành chướng đạo. Nên chướng đạo của mình á là phiền não ác, nghiệp ác, quả ác, nó làm chướng đạo của mình. Chướng đạo có nghĩa là nó làm thối tâm bồ đề nè, bởi phiền não ác. Bây giờ ví dụ như ngày xưa không có chuyện gì xảy ra, chứ bây giờ có chuyện xảy ra tự nhiên mình không có tu. Giống như chùa đó, ông thầy đi công tác để ông đệ tử ở nhà làm, thì chùa đang xây dựng, thì ông thầy mới kêu á là xây dựng gì á phải ghi báo cáo. Ví dụ như á là xi măng nhiêu, cát nhiêu, đá nhiêu, tổng hợp tuần đó nhiêu tiền, báo cáo rõ ràng chi tiết nhiêu thôi đó. Mà ông nghỉ tu đó, ông nói ông thầy không tin tưởng, mới kêu báo cáo. Chứ người ta tin tưởng á
thì làm nhiêu làm, nói nhiêu tiền trả thôi, nhắm mắt gì với báo cáo. Cái đó là báo cáo từng ly từng tí, cái phiếu thu này nọ là ông không tin tưởng. Ông thầy không tin tưởng. Mà trong lúc đó là mình á, bỏ công bỏ sức ra để lăn xả với cái chùa, nhưng mà ông thầy không tin tưởng. Giờ đó lăn xả chi nữa, nghỉ tụng kinh luôn. Ông thầy đi rồi nghỉ tụng kinh, ngồi chơi luôn, không tụng kinh, không làm gì luôn. Quý vị thấy sai lầm không? Nhưng mà ổng đâu có biết ông thầy. Lúc ông thầy ở nhà làm gì ông thầy biết hết, khỏi cần trình. Mà ông thầy giờ ông đi công tác thì ở nhà phải trình. Ông thầy tránh lời ra tiếng vào của người khác. Ông không trình gì chứ, ông xài tùm lum la chứ, người ta nói ông biển thủ tiền chùa sao. Chẳng thà ông trình giấy, mai mốt nói ông thầy đưa cho giấy nào, ông có báo tuổi chân nè. Có thấy đó không? Gì mà ông thấy? Ông thấy điều đó vô minh tâm tối không? Không thấy điều đó. Là nói ông thầy không tin tưởng, nghỉ tu, bỏ công bỏ sức ra bọt nước bèo mây. Nhưng mà không nghĩ lại một cái, bây giờ mình làm tùm lum la chứ mà không có chứng từ gì hết, mai mốt có người nào đó nói mà mình đó là lấy tiền chùa thì sao? Hiểu không? Tôi có hết chứng từ hết trơn nè, tôi có báo cáo cho ông thầy hết trơn nè, ông nói cái gì nữa? Ông nói tôi thảy ra cho ông coi đó, ngày nào làm đó thì người ta nín luôn chứ sao. Còn giờ người ta nói mình không trả lời được. Ông có báo cáo miếng gì đâu, ông làm có báo cáo, người ta nói ông mang suốt đời không? Cái người trí tuệ á, họ nhìn khác. Cái người mà vô minh tâm tối họ nhìn khác. Mình đang hướng tâm về Bồ Đề họ nhìn khác. Đang hướng tâm về đời họ nhìn khác. Cái góc nhìn của từng người do cái hướng tâm của họ. Cho nên tại sao mà chúng ta tu tập niệm Phật giảng sanh là người ta phải hướng tâm đến Đức Phật liên tục là gì đó. Hướng tâm đến Đức Phật liên tục thì cái phát biểu của người hướng tâm đến Phật nó sẽ phát biểu khác với người hướng tâm đến đời. Cho nên mình chỉ cần mình thấy người ta phát biểu làm tiếp, quan tâm tới cái gì, quan tâm gì là ta hướng tâm tới cái đó. Mình cũng vậy nè, lâu lâu mình kiểm tra coi mình đang hướng tâm về cái gì. Ngày xưa mình mới xuất gia hoặc là mình mới quy y Tam Bảo á, mình đang hướng tâm về Phật. Cho nên tất cả các cái là mình lấy tu là chủ yếu. Còn bây giờ cái mục đích của mình đó, hướng tới đó, tu tập nó đã khác rồi. Mình không còn hướng tâm về Phật chăm chăm nữa, mà hướng tâm về cái khác, nên nó thối tâm Bồ Đề nè, nó không còn tâm tu nữa. Cái mục đích của mình muốn đạt được không phải là cái đó nữa, mà muốn đạt được là cái khác. Cho nên cái tâm tu của mình nó bị lui sụp. Khi mà mình hướng tâm đến giải thoát giác ngộ, hướng tâm về quy y nương tựa với Phật thì là cái tâm này á, nó dũng mãnh. Thì tất cả những cái khác nó đều là nhỏ hết, cái này là lớn nhất. Cho đến bây giờ chúng ta không có hướng tâm tới Phật, mà ta hướng tâm tới giá trị riêng gì của mình về một cái gì khác. Có thể là tiền, có thể là tình, có thể là của cả vật chất, có thể là danh, làm chúng trưởng, làm gì 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 đó, ta hướng tâm tới cái khác thì người ta lại không hướng tâm về Phật, không hướng tâm về giải thoát. Mà cái gốc của người tu là hướng tâm về giải thoát giác ngộ, hướng tâm về Phật. Bây giờ mất gốc nên tâm Bồ Đề nó bị mất, có nghĩa là không muốn tu nữa đó. Làm thì không phục vụ cho tu nữa, mà phục vụ cho lợi ích cá nhân. Tự mình lại sanh ra tâm đó, do điều kiện sống, điều kiện tu tập nó đem lại cho mình một cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên nếu mà mình không có vững chí, mình không có vững chí, tức là không đem cái mục đích ban đầu của mình ra đó để mình hướng tới, thì ở trên đường đi này bị tứ ma, thiên ma, tử ma, ngũ ám ma, phiền ma, não ma, bốn ma này nó dí. Trên bước đường tu tập sẽ có bốn ma này nó dí, làm thối tâm Bồ Đề. Vì thì cái bước đầu á, mình hướng tâm tu tập, người cư sĩ hoặc là người tu sĩ hướng tâm tu tập, thì cái bước đầu mình hướng tâm tu tập là gì? Muốn đi đến giác ngộ, giải thoát mình kiếp này và những kiếp về sau. Thì lúc này là mình phải hỏi lại mục đích của mình làm cái gì. Mục đích của mình là trở thành một người tu an lạc trong kiếp này và kiếp sau trở về cảnh giới Phật hoặc là làm thánh. Mình xét lại cái mục đích đó, reset nó lại cái mục đích đó. Cái mà mình đã hướng tâm mạnh mẽ điều đó rồi, tất cả trên đường đi này trở thành vô nghĩa đối với mình luôn. Có nghĩa là không màng tới, vẫn làm không màng. Bây giờ thầy ví dụ nè, có một cái người Phật tử phiền não dữ dằn lắm, làm gì cũng phiền não người xung quanh chứ mà phiền não. Mà mỗi khi phiền não cái là ăn uống không được, nghẹn cổ ăn uống không được. Thầy mới nói là bây giờ mục đích đó của Phật tử là gì? Mục đích đó là làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và tu hành.
À, người đó nói rõ ràng luôn. Tức là mục đích là tu hành, và trong song song với tu hành là kiếm tiền để tồn tại mà tu thôi, mục đích chính là tu. Nhưng mà muốn tồn tại là phải kiếm tiền. Nên kiếm tiền mới đụng chạm nè, mới bỏ tu. Thế là ủa, mục đích chính là tu, mục đích phụ là kiếm tiền để ổn định cái đời sống mình là tu. Cho nên mình hướng mục đích mà đi thôi. Còn tất cả các cái trên va chạm trên đường mà mình đi đó, mình đừng có để ý nữa. Tại đó không phải là cái mục đích, nên nó không quan trọng với mình. Chỉ quan trọng hai điều thôi: tồn tại và tu, đúng không? Vì tu là chủ yếu, mà muốn tu phải tồn tại, muốn tồn tại phải có tiền, có tiền phải làm việc, đúng không? Vậy thì cái làm việc là cái phụ, tu mới là cái chính. Nhưng mà phải làm để tồn tại, không làm lấy gì ăn, để tồn tại. Như vậy làm thì va chạm, thì những cái va chạm đừng có để ý. Cái đó không phải là cái quan trọng để mình để ý. Mình để ý tới cái gì là đó quan trọng đối với mình, đúng không? Mình đang để ý tới cái gì thì cái đó quan trọng đối với mình. Như vậy thì người ta nói xấu một câu cũng để ý, vì cái lời nói xấu người ta quan trọng quá với mình rồi, gọi là chấp thủ rồi. Cái nhà Phật gọi là chấp thủ. Cái gì cũng vậy, ăn ngủ không được nữa. Như vậy là mình đâu có quan trọng tu mình, quan trọng lời nói của người ta. Chứ có quan trọng tu đâu, mình nói quan trọng tu, mình nói xạo với chính mình rồi. Mình có quan trọng tu đâu, nếu mình quan trọng tu thì lời nói người ta là vô nghĩa. Đã quan trọng tu rồi trên cái nước đường đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Dẫu cho người ta chửi chả gì quan trọng, tại quan trọng tu mà. Miệng mình nói quan trọng tu, trong lòng mình lại quan trọng lời nói của người ta. Mình có thấy mình sai chưa? Mình bị ma nó lừa chưa? Như vậy thì mình làm cứ làm mục đích là mình kiếm tiền. Cho nên khi kiếm tiền đó, mình làm đúng pháp luật thôi. Còn tất cả các cái thị phi trên đường kiếm tiền đó mình coi bằng không. Tôi chỉ làm tôi kiếm tiền để tôi sống thôi, thì cái gì kể không biết. Tôi làm đúng pháp luật thôi, vậy thôi. Còn đằng này làm người kia nói ra nói vào, nói này nói nọ, về nhà buồn gầu sầu khổ. Tôi nghĩ là không làm gì nữa. Mình làm mục đích làm kiếm mớ tiền để mua gạo mình sống thôi, chứ đâu phải là mục đích mình làm để mà mình nên danh trong công việc này đâu mà đi quan trọng đối với nó, hiểu không? Rồi thầy mới hỏi là tại sao, cái vụ gì ở trong cái làm việc đó nó không giám đốc á, không có tâm với người ta, là muốn gom góp tiền không à, còn nhân viên á là không có đãi ngộ. Cho nên mình làm càng nhiều chừng nào thì giúp giàu cho giám đốc nhiều chừng đó. Nên giờ nản. Là ủa, cái chuyện ông giám đốc không có tâm với nhân viên là chuyện của ổng. Nhưng mà ổng có trả lương đúng, ổng có làm đúng hết tất cả những cái gì quy định ông là đúng hết á. Chỉ ổng không có lòng với nhân viên thôi. Có lòng nhân viên là sao? Người ta lương bổng ta trả đầy đủ hết, rồi cái công ăn việc làm đâu đó làm đúng pháp luật hết trơn thì thôi chứ. Là không có lòng với nhân viên. Dẫn nhân viên đi chơi, mướn khách sạn 3 sao rồi cho ở, còn này mướn khách sạn có 1 sao như phòng trọ chứ đó, coi thường nhân viên. Trời ơi, có bao nhiêu đó mà sầu mà khổ đó, trời ơi, cái vụ mà dẫn đi chơi thôi à. À mà hứa, ổng hứa là thuê khách sạn xịn, nhưng cuối cùng đi tới khách sạn đó là như phòng trọ chứ đó. Không có lòng, không có tâm với nhân viên chứ. Nó mô Phật, cái chuyện gì nó lớn, cái chuyện ngủ một đêm thôi mà. Mà cái đó người ta cũng xích tiền ta cho mình, chứ đâu phải mình trả tiền đâu. Công ty người ta dẫn đi chơi, người ta báo chân. Mà thôi, qua dịch thời gian cũng khó khăn. Nhằm khi công ty người ta khó khăn, thay vì người ta muốn dẫn đi 3 sao, bây giờ người ta xuống còn 1 sao. Tại vì nhằm khi nó không có lời nhiều. Mấy năm trước lời phà phà thì dẫn đi 3-4 sao, còn giờ nó lợi ít chút xíu thôi dẫn đi 1 sao. Mà người ta đã cho mình, người ta đã bao mình đi chơi thì là quý rồi, nghĩ gì đi. Thời điểm này, không biết công ty khó khăn, công ty đâu có khai mình nó khó khăn đâu, mình là nhân viên thôi mà. Vậy đó, mà giờ không làm. Mà nghề đó là thu nhập chủ yếu, nếu không làm không có sống được. Mà đâu có làm sai cái nguyên tắc gì đâu. Ông giám đốc đâu có sai đâu, chỉ có nhiêu thôi đó. Rồi đi họp, họp nguyên ngày dắt chưa, công ty ra cho người họp cơm, họp cơm. Mà để trong bọc, để dưới đất á, ai muốn lại lấy, chứ không có được để trên bàn nữa. Coi nhân viên sao, bực tiếp tập 2. Thôi, người ta để trong bọc, họp cơm, người ta ấy, có cơm ăn là quý rồi. Để dưới đất, để trên bàn, nhằm khi không có bàn để, ta để trong bọc đó, ai lại ăn thì lấy họp.
là phải để trên bàn đâu đó đàng hoàng, rồi đi để mời người ta đàng hoàng. Trời ơi, nhân viên mà như giám đốc chứ đó, phải mời được tới chỗ. Mô Phật, người nản. Vậy mình nói là mục đích mình là gì? Mục đích là tu phải không? Thứ hai phải tồn tại không? Tồn tại phải có lương không? Vậy lương mình làm người ta có không phát lương tháng nào không? Là không phát lương đúng hết. Nó vậy thôi chứ cái gì nữa. Chỉ có cái chuyện đi chơi với cái chuyện ăn vậy thôi hà. Làm giám đốc không tốt. Bây giờ mình làm, gán làm chừng nào, nhiều chừng nào thì giám đốc hưởng chừng đó. Mà không muốn cho cái ông không tốt hưởng. Nam mô Phật. Mình lại trọng ông giám đốc quá rồi. Trọng ông quá nên tối ngày nghĩ tới ông không rồi đó. Trong lòng của mình á, ông giám đốc này quá quan trọng rồi, tối ngày nghĩ tới ông không à. Có nghĩ tới Phật, có nghĩ tới tu, có nghĩ tới thiền không? Hay là cách này nghĩ tới ông giám đốc không? Mình mới thấy không? Lúc này mình đưa cái chuyện quan trọng là sự tu nghe qua thành sự quan trọng làm giám đốc. Tại vì tâm mình hướng về đâu là đó quan trọng. Để đời mình, mình suy nghĩ kỹ đi. Trong thời điểm đó tâm mình hướng về cái gì thì cái đó quan trọng đối với mình. Nhưng mà mình coi mục đích của mình quan trọng trong đời người với quan trọng trong thời điểm, hai cái nó khác nhau. Thì cái người thối tâm bồ đề này nè, là họ bị quan trọng trong thời điểm mà họ quên đi cái quan trọng trong đời, cho nên bị thối tâm bồ đề. Ví dụ như á, hồi ta mới tu á, quan trọng á, là Đức Phật, hướng về Phật, quan trọng là pháp tu, quan trọng á, là trí tuệ. Nhưng mà ta tu một thời gian rồi, cái mình có cái quyền hạn gì đó, dần dần cái tình lái qua quan trọng là cái khác, cái chức vụ, chứ không phải là quan trọng là cái kia nữa. Cái đó gọi là lái đó. Lái con thuyền theo lẽ là lái con thuyền vượt qua trùng dương này không? Lái con thuyền này đi vô cái nơi mà mình cho là an vui hạnh phúc của thế gian. Cho nên nó sai với mục đích ban đầu mà cái người tại gia hướng đến Phật hoặc là người xuất gia hướng tới tu tập. Nó bị sai với cái ban đầu. Mục đích ban đầu bị sai. Nhìn lại đi, rồi mình sửa nên nó hết thối tâm bồ đề. Thối tâm bồ đề tức là tâm bồ đề lúc này á, nó tuột xuống, còn hơn là chứng khoán, còn hơn là Bitcoin. Nó tuột một cái một luôn, sáng là gặp cầu nhảy cầu, gặp lầu nhảy lầu, gặp cống nhảy cống luôn, nó tuột ở đó. Bữa trước một đồng của nó là 100 đô, sáng ra nó tuột đồng còn có 1 đô, giục bỏ luôn. Rồi, không? Nó tuột một đêm một cái vị kia mất 8 tỷ, mà trong khi còn nhỏ, cả nhiều năm trời gom lại mua cái đồng gì đó trên mạng đó, mua cái đồng gì đó. Nó tuột một đêm một ra thấy mặt xanh chành tái lét, hai mắt thụt vô luôn, nhìn vô trời ơi, mình nhìn vô mình thấy cái mình hết là muốn ăn tàu hũ luôn. Ai nhà đâu cái đồng đó nó tuột từ 100 đô đồng xuống còn có 1 đồng một, mà mất 8 tỷ. Và gì bữa trước thì người ta 8 tỷ, ta rút 4 tỷ ra đi, người ta mua cái nhà, mua cái gì ngon, nhà chung cư đồ ngon, rồi tới giờ vẫn ở nhà mướn cũng không có tỷ nào cho mất, tiêu trắng nhách hết trơn luôn á, quý vị thấy không? Cho nên á, cái cuộc sống có thể cái thế này có thể thế kia trong biến động trong cuộc đời, nhưng đừng có quan trọng cái gì hết trơn á. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng như quyển, như bào ảnh như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán, Đức Phật dạy gì đây. Nên cái quan trọng cả đời mình á là cái mục đích tu hành. Còn hiện tại này nè, mình quan trọng cái gì, mình phiền não với cái đó, cho nên đừng có quan trọng cái gì hết. Nhắm hướng mà đi thôi, còn trên đường này nè, kệ nó đi. Thầy đã áp dụng điều đó. Chỉ đâu vậy, làm gì đấy, hướng mình cái mục đích cuối cùng mình là gì, nhắm đó mà đi. Mình quan trọng cái đó thôi, còn tất cả các cái đây tùy cơ ứng biến là ok. Cho nên cỡ nào mình cũng ác với ai thì ác, đừng ác với bản thân mình. Ta chửi câu sáng đêm không ngủ, lên quyết áo, thục hai mắt xấu quá, bệnh. Người ta chửi là lời nói của người ta, bệnh là thân của mình bệnh, mạng là của mình, lời nói của người ta cái nào quý? Quý mạng hay quý lời nói của người ta? Mạng là của mình, lời nói là của người ta.
Mình cứ nghĩ đi, người nào chửi mình á, mình nhắc cái câu đó, mạng là của mình, lời nói là của người ta. Muốn giữ cái nào? Giữ lời nói người ta hay giữ mạng? Muốn giữ mạng lời nói người ta thôi, đừng quan trọng, kể đi là xong. Bất kỳ cái điều gì xảy ra trong cuộc đời, không có cái gì là vĩnh viễn, cái gì là mãi mãi hết. Nó có A, có B, có C, có nhân, có duyên hết. Không bao giờ cái gì mà nó không có duyên tan mà nó tan, mà không có gì có duyên hợp mà nó hợp. Không có duyên hợp mình cho nó hợp, mình hợp trong đau khổ. Không có duyên tan mà mình cho nó tan là tan trong đau khổ. Nhưng mà nó đã tan mà mình cho nó hợp lại y như vậy thì cũng trong đau khổ. Cho nên tùy duyên là gì? Tùy duyên có nghĩa là hoàn cảnh tự nhiên nó sẽ đem đến. Nhưng tất cả đều phải có lý do, chứ không bao giờ nó không có lý do cả. Nhưng mà mình chỉ nghĩ thế này nè, ác dai thì ác, đừng ác cho bản thân mình. Mạng là của mình, còn tất cả là của người khác. Đừng vì cái của người khác mà làm mất mạng của chính mình. Là người đó là người dạy chứ không phải là người khôn. Mình hiểu cho cái ý chỗ này không? Nếu hiểu ý này thì không, tất cả đều không quan trọng. Tiếng Anh gọi là ignore. Ignore quan trọng gì? No important. Ignore chả quan trọng. Quan trọng nhất là mục đích mình đi tới kìa. Vậy thì mỗi người đều đưa ra mục đích của mình đi. Ở trong cuộc đời đó, mục đích mình là gì? Ví dụ như cái người nào muốn tu là mục đích là tu. Mục đích của vũ trụ là tu. Mục đích của đời này thì tùy vào người có mục đích khác nhau. Mục đích mình làm giàu, mục đích mình nên danh, mục đích mình nổi tiếng, mục đích mình là hoa hậu, mục đích mình gì gì đó. Kỹ sư, bác sĩ, mình đưa ra mục đích đi. Thì trên bước đường mình đạt được mục đích đó thì tất cả những cái xung quanh không phải mục đích đừng có quan trọng. Cái đó là người khôn. Đang nói tới quan niệm của một người khôn. Còn quan niệm của người ngu là cái gì cũng quan trọng hết. Cuối cùng giết mình. Giận hờn, sân si, ghét, ghen. Rồi là vì cái ác của người ta mà mình trở nên ác. Ví dụ như người ta hại mình, mình bình thường mình là người lương thiện dữ lắm, người ta hại mình, mình trở nên người bất lương, mình bắt đầu hại lên người khác. Tôi ra ngày hôm nay là cũng tại ông đó. Hồi xưa đó tôi là một cái người rất là hiền lành, rất gì đó, cũng tại cuộc đời này, cũng tại ông này, tại cô này là gọi là lừa đảo, tại cô này là cướp trắng gì đó, nên tôi mới trở thành người ác độc ngày hôm nay. Nó đổ dân đổ, đổ thì thừa. Cuộc đời nó đập mình, rồi tự nhiên mình tự làm thay đổi mình. Nó đập mình thì kệ nó, nhưng mà mình vẫn giữ cái mục đích của mình là người lương thiện, mình vẫn giữ thôi. Đâu phải vì cái ác cuộc đời mà mình đã mất đi cái thiện của mình. Do đó mình đâu phải là người trí. Vì cái ác của người khác mà mất đi cái thiện của chính bản thân mình, đó mà gọi là người trí à. Đó là người ngu. Chứ trí đâu mà trí. Vì cái ác xung quanh để mất đi cái thiện bản thân mình, mà cái thiện mình mới là cái theo mình ngàn đời ngàn kiếp đối với mình. Đâu phải vì cái ác của người khác mà mất đi đường tu của chính mình. Nên có nhiều người thấy người ta ác quá cái thôi nghỉ tu. Nản. Ơn thầy không tin tưởng nữa, nghỉ tu, nghỉ tụng kinh. Nản. Vì nó bậc trí giả vậy? Trí giả kỳ gì? Bậc đó bậc phàm giả, trí giả gì kỳ vậy? Đó là một cái vị mà không gần gũi các bậc chân nhân, không nghe pháp các bậc chân nhân, không học theo hạnh các bậc chân nhân. Cho nên đó là tâm không được giải thoát những cái u mê phiền não ám chướng ở trong cuộc đời. Câu kế tiếp, thưa thầy, thầy cho con hỏi, đi làm thì làm sao giữ tâm tu tốt, vì trong môi trường công việc thường có những bất công, con xin tri ân thầy. Có hai câu thầy nói trong trường hợp này là bây giờ đi làm á thì làm sao giữ được tâm thanh tịnh, tâm tốt mà tu được trong môi trường làm việc bây giờ á, của quế gạo châu trong môi trường làm việc là bất công dữ lắm, thì làm sao giữ được tâm. Thầy mới nói hai câu thôi. Câu thứ nhất là của sư Vũ Chánh, ông hay ông nói tiếu á, ông là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Thơ mà câu đó thấy hay. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng điên, hơi đâu giận hờn ghét ghen làm gì, hiểu không?
Câu thứ hai nói về nhân quả nghiệp báo này. Chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Ghi hai câu đó ra để đầu giường á. Chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Đó là gì? Đó là nghiệp, là nhân, là quả, là nghiệp báo. Không có cái gì ngoài nhân quả nghiệp báo chứ á. Nó có nhân, có quả, có nghiệp, có báo, có duyên, hợp, duyên tan. Cho nên á, chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nhưng có nhiều người á, cắn răng, tại sao lại như vậy, tại sao vậy? Không có sao cả. Đó là nhân quả, đó là nghiệp báo, đó là duyên sanh, đó là duyên diệt. Duyên hợp thì gặp gỡ, duyên tan thì hết gặp gỡ. Nhân gieo thì quả nó đến, vậy thôi. Không bao giờ không có gieo nhân mà có quả. Không bao giờ duyên tan mà nó hợp, mà không bao giờ duyên hợp mà nó tan. Nên đừng bao giờ hỏi tại sao. Hỏi tại sao là mình đang tìm thủ phạm đó. Đó, thủ phạm là nhân duyên nghiệp quả đó. Mình đang tìm thủ phạm. Nhưng mà mình không tìm thủ phạm. Bằng nhân duyên, bằng nghiệp quả, mình bằng đang tìm thủ phạm. Mình muốn chi tố trên con người. Mình hiểu không? Mình đang tìm con người nào đó làm cái đó cho mình. Cho nên đó, để mình ôm lòng thù hận, mình quán ghét, dần dần. Này, chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Là tại vì nghiệp, là nhân, là quả, nghiệp báo, không có ai chứ á. Đừng có đi tìm ai ở đây để mà thù mà quán. Nên có cô Phật tử nói, thầy ơi thầy, con hận chồng con suốt. Mà chữ suốt nó kéo dài lắm, mà suốt mà nó mỏng dánh như cái lá lúa nha. Suốt đời đó, kéo cái chữ suốt nó dài lắm, có nghĩa là hận lâu dữ lắm đó. Nó trời ơi, hận hận kẻ thù chứ ai hận người yêu. Là ai? Ổng đâu phải người yêu con, là không yêu sao lấy. Là yêu hồi xưa giờ hết yêu rồi, hiểu không? Cho nên trở thành hận này. Đó cũng là người yêu mình thời, phải không? Ai hận người yêu? Cho nên á, thầy thấy ông kẹo kéo, ông bắt cái đoạn cải lương mà ông bán kẹo kéo, mà thầy nghe cái đoạn cải lương gì ông Lê Hùng Hùng Tính vậy đó, đơn Hùng Tính, cái đơn Hùng Tính, nó Lê là Việt Nam mà đơn mới là ông bên China, đó, đời nhà Đường á gì đó, nó làm cái tuần cải lương nó hay lắm, mà có một câu thầy nhớ tới giờ lắm, nó là dẫu không thương cũng đừng nên hạ thù, giết kẻ thù chứ giết cả bạn đành sao. Cái câu đó tôi nghe tôi nhớ hoài luôn. Nó là không có thương á thì cũng đừng nên hạ thủ, giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao. Và đằng này cũng vậy ha, thù kẻ thù chứ thường người yêu đành sao. Cũng yêu người ta một thời, cũng làm chồng làm vợ, tới giờ mình thù gặp đâu giết đó, cả lý mặt sầu không đó, lý mặt sầu gặp đâu giết đó. Ông đi tìm sư huynh á, chỉ tìm mà tới tóc bạc hết trơn này. Cuối cùng hại ai? Hại chính mái tóc của mình thôi chứ hại ai vậy. Suy nghĩ riết tóc bạc, nhớ thương người ta tóc bạc hết, cuối cùng thù hận người ta đi theo á, là giết người ta. Cho nên á, có bài gì đó, Lý Mặt Sầu đọc hoài, tình là cái chi chi thiên nam địa bắc biệt ly nát lòng. Mà câu thơ đó. Nên tối ngày Lý Mặt Sầu đâu, tình là cái chi chi, tình là cái chi chi. Thôi tu đi, ai chỉ đọc bạc. Cho nên trong cái trường hợp mà chúng ta đi làm á, thì nó động tâm. Rồi có nhiều người nói là đi làm á, mình không ham làm này, không ham làm kia, thì làm sao làm được. Ngày xưa đó chúng ta ham á là để làm cho chính mình. Ngày nay chúng ta ham á là làm để cho mọi người có công ăn, việc làm, mọi người có thu nhập. Chúng ta đổi từ cái góc độ của ác tá, tức là góc độ của cái bản ngã, của cái tôi của mình, chúng ta chuyển sang cái vô ngã của ác tá, tức là của một vị Bồ Tát muốn giúp đỡ mọi người. Cho nên ngày xưa đó chúng ta phấn đấu, chúng ta làm để được giàu có cho bản thân. Ngày nay chúng ta phấn đấu làm để giàu có cho cộng đồng, giàu có cho mọi người, giúp đỡ mọi người. Vì cái việc làm tốt của mình sẽ giúp được rất là nhiều người. Cho nên chúng ta phấn đấu làm, thì cái đó là một điều tốt, không phải là tham. Mà cái đó là thương chứ không phải là tham. Thương mới làm. Ngày xưa tham mới làm, ngày nay thương mới làm. Tại sao chúng ta không chuyển từ tham chuyển thành thương làm, thì đời nó bất công thôi. Có ở đâu? Tại còn ích kỷ á, thì còn bất công. Còn vị kỷ á, thì còn bất công. Còn mà ta đã vị tha rồi thì làm sao bất công được, hiểu không? Cho nên ngày xưa
tham mà làm phấn đấu, ngày nay thương mà phấn đấu, giống nhau thôi, chỉ thay đổi tâm là giải quyết xong. Cái người khôn á, ta thay đổi chính quan niệm của mình. Cái người ngu á, ta thay đổi thế gian cho phù hợp với quan niệm của mình. Người đó thay đổi hoài không bao giờ được. Tại sao? Tại thế gian nó vô thường, thay đổi liên tục. Mình đã thay đổi nó rồi, nó thay đổi lại cái khác. Tại thế gian là vô thường mà, cho nên nó thế gian vô thường nên mình không thể thay đổi thế gian được. Cho nên cái người trí tuệ họ thay đổi chính mình để phù hợp thế gian. Cái người không có trí tuệ họ đi vào trong thế gian, họ thay đổi người này thay đổi người kia, bắt người này làm theo, bắt người kia làm theo để phù hợp với quan niệm của mình để mình được an vui. Người khôn á, sửa cái tâm mình cho phù hợp tất cả cái gọi là dung chứa được tất cả cái được an vui. Còn người ngu sửa tất cả cái để phù hợp với quan niệm của mình. Vì mình ngu khôn hay ngu mình biết liền. Tại sao cãi tôi muốn người ta làm theo mình đó? Mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia. Người đó muốn làm thay đổi thế gian đó. Còn người khôn á, thì thôi ai làm sao làm đi, tôi thay đổi tâm mình dung chứa hết là được rồi, kể xong rồi, ai làm gì làm đi. Mà cái chuyện đó hoàn toàn khả thi làm được. Còn chuyện thay đổi thế gian làm không có được. Tới mà ông tổng thống còn làm không được nữa chứ mình. Ông tổng thống thay đổi quan điểm của thế gian không được, thay đổi cái việc làm thế gian không được, thay đổi ý tưởng ta không được nữa kìa, không chỉ mình. Mình chỉ thay đổi được chính mình thôi mà, ta không thay đổi, ta đi thay đổi cái không phải là mình. Do đó mà khổ dài dài, khổ dài dài, khổ hết tiền xài còn đôi giày để bán ga chai cũng còn khổ. Là tại vì ta làm ngược, ta làm sai một quá trình. Cho nên nó quý vị đi làm thì đi làm, nhưng mà thay đổi mục đích đi. Hồi xưa mục đích tham để làm cho chính mình nên mình phấn đấu dữ dội lắm. Ngày nay cũng phấn đấu dữ dội lắm, mà vì thương, thương đời, thương đời nên làm cho đời. Do mình làm công việc đó rất tốt thì giải quyết được nhiều công ăn việc làm, đóng thuế cho nhà nước, rồi lợi nhuận cho công ty, rồi chia nhau để sống. Xong rồi làm cho đời mà, nên cố gắng cũng nỗ lực, cũng làm ngày làm đêm y như mỗi lần. Nhưng mà bây giờ với tâm Bồ Tát, ngày xưa làm với tâm Bồ Tát gặp ai cũng tạc, ngày nay làm với tâm Bồ Tát gặp ai cũng cho, chứ không phải ai cũng tác, ai cũng cho. Hồi xưa ai cũng tạc, bây giờ ai cũng cho. Đừng nghĩ, đừng lo, buồn so làm gì. Nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời, nước chảy qua trôi. Nước chảy vô tình, qua trôi hữu ý. Rồi xong đó, ai muốn hiểu sao hiểu. Nhớ mình nói cuộc đời mà, nước chảy vô tình, qua trôi hữu ý. Cho nên có nhiều người nói là bây giờ đi làm công ty hay đi kinh doanh nọ tu không có được. Không phải đâu. Mình chuyển sang tâm Bồ Tát là tu được hết đó. Hồi xưa làm vì tham, ngày nay làm vì thương. Đơn giản vậy thôi. Thương và tham hai khác khác nhau. Mình sống trong gia đình mình bởi lòng tham, mình sẽ lấy hết của những người thân của mình. Bởi lòng thương mình chia hết của mình cho người thân của mình, tin không? Cái người sống trong nhà thôi, nếu sống tình thương mến thương mình chia hết của mình cho người ta. Còn mình tham mình lấy hết của người ta làm cái của mình. Nên mình coi cái tham hay là thương. Tham là phàm phu, thương là thánh đấy. Cho nên mình tham hay là thương? Nếu thương là thánh, tham là phàm phu. Trong nhà mình thôi chứ đừng nói ngoài nữa. Mình tìm cách mình lấy hết của nhà mình, chia cho mình nhiều nhất, gom hết tất cả gì, dùng mọi cách. Tới ông già bệnh còn đem cái giấy nợ vô lăn tay ông già này, lăn để thiếu nợ mình, để lấy hết đất đai, ruộng vườn nhà cửa của cha luôn. Có rồi đó. Ông già bệnh trên giường đi vô nuôi, viết cái giấy nợ, bắt ông già lăn tay trên này nè, mà có nợ đâu. Chính cái số tiền bằng cái số tiền của đất đai, ruộng vườn nhà cửa ba để lại luôn đó, rồi đuổi mấy đứa em ra khỏi nhà hết. Ông già chết cái đuổi hết ra, lấy giấy nợ ra. Ông già thiếu nợ bao nhiêu năm nay, quý vị hiểu không? Đó, đó gọi là tham. Tham lấy hết của anh em. Còn thương, có nhiêu chia hết cho này, cho thương. Chớ cho nhiều thôi. Nào dễ thương cho nhiều, nào khó thương cho ít.
Anh em cũng có thằng dễ thương, thằng khó thương đó, chứ không phải thằng nào cũng dễ thương đâu. Dễ thương là gì? Sống đàng hoàng, có tình có nghĩa cho đó nhiều. Còn khó thương là gì? Khó thương là có tâm ác, không có sống đàng hoàng, cũng cho ít, nhỏ giọt. Vì đừng có nói đồng điều, không đồng điều. Dễ thương cho nhiều, khó thương cho ít. Đại lộ vậy đi. Tiền của mình mà, đó đâu phải chia, đâu cần chia ai đâu. Nên tôi có quyền dễ thương cho nhiều. Dễ thương là người tốt, mà nó sẽ làm việc tốt. Còn người xấu làm việc xấu cho ít, vậy thôi. Cho nên đó mình coi mình là tham hay là thương. Nếu mình là tham mình khổ chứ lắm. Đó là tham sân si là tam độc, khổ lắm. Còn mình thương, đó là lòng từ bi mà. Cho nên đó là an lạc lắm. Cho nên đó mình chuyển tham thành thương, đó là thường xuyên quán từ bi. Nhưng mà cũng phải đơn giản cuộc đời, nhất là đời mạt pháp. Nên nghe công bán kẹo kéo đó, có hai câu sư Huệ Viên đọc đó. Đời mạt pháp nhiều tà ít chanh, bụi hạ quân ít thanh nhiều phàm. Đầu phải đọc mấy câu nghe em cũng thấm à, thấy không? Thấm từng giọt à. Thôi kệ. Thời hết giờ chúng ta nghỉ. Lần sau đọc tiếp. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi vào buổi sáng hôm nay với hai cái phần. Phần trả lời vấn đáp câu hỏi và cái phần thì tu thiền tu định và bát chánh đạo để giải tỏa cho quý vị trong cái vi diệu pháp ứng dụng lần thứ 16. Thông qua kinh Dương Minh Tinh của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng trong những cái phần mà chỉ thuốc hướng dẫn của thầy để mà lừa đảo, chiếm đoạt quý vị tiền bạc của vị Phật tử mà thôi. Cho nên gặp trường hợp đó quý vị liên hệ trong phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877, số thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Rất là tri ân quý vị Phật tử đồng phước xây chùa cũng như là Phật điện. Và rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước để xây dựng phòng Phúc Nam từ thiện thiện pháp đang thi công. Chúc quý vị có một ngày an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Y đằng nô nha thì nặng hoàn tu xuất khi ta hoàn tụ nha ta du. Y đằng nô nha thì nặng hoàn tu xuất khi ta hoàn tụ nha ta du. Y đằng nô nha thì nặng hoàn tu xuất khi ta hoàn tụ nha ta du.